Ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với huyện Long Điền theo hành trình du lịch. Thưa quý vị, huyện Long Điền là mê đắm lòng người với biển, rừng bao la, núi non kỳ vĩ, không khí trong lành mát mẻ. Long Điền thu hút bởi nhiều những danh lam thắng cảnh gắn liền với văn hóa lịch sử giàu bản sắc. Đặc biệt là trên địa bàn huyện Long Điền còn có nhiều món ăn, thức uống không thể lẫn với bất cứ nơi đâu. Mời quý vị cùng tôi khám phá trải nghiệm Long Điền trong chương trình Bản sắc địa phương ngày hôm nay. Với 26 km bờ biển, Long Điền có nhiều ưu thế để phát triển du lịch biển và thực tế địa phương này đã là điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước từ lâu. Đến nay, Long Điền có 7 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 47 cơ sở thờ tự Phật giáo, 7 giáo xứ và 10 nhà dòng Thiên Chúa giáo, 2 thánh thất và 1 họ đạo Cao Đài. Các cơ sở tôn giáo cùng hoạt động tín ngưỡng tạo nên sự đa dạng trong đời sống văn hóa và tinh thần của người dân địa phương. Long Điền cũng là địa phương có nhiều món ăn thức uống đặc trưng, những làng nghề truyền thống lâu đời. Tất cả càng tạo thêm sức hút với du khách khi muốn trải nghiệm khám phá Long Điền. Long Điền có nhiều điểm đến mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, ở biển, ở rừng và cả nơi núi non kỳ vĩ. Núi Chân Tiên là một trong số này. Tọa lạc tại ấp An Thành, xã An Ngãi, núi Chân Tiên có 5 đỉnh với nhiều bãi đá, nhiều khe đá mang dáng vẻ hình thù khác nhau. Thế nhưng sức hút đầu tiên của ngọn núi này là cái tên Chân Tiên cùng dấu tích liên quan đến tên gọi, những tảng đá, vách đá in dấu chân người lớn nhỏ, in dấu cả những bàn cờ. Nên có tương truyền, khu vực này xa xưa là nơi các vị tiên tụ họp, chơi cờ. Chân Tiên quả thực đẹp và huyền hoặc như tiên cảnh. Ngày nay trên một đỉnh núi có miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ. Năm 1998, một đoàn khảo sát quốc tế về thắng cảnh tự nhiên của các hiệp hội du lịch đã đến đây khảo sát về những dấu tích như bàn chân trên vách đá và kết quả khảo sát nhận định đây hoàn toàn là do thiên tạo. Núi Chân Tiên không chỉ lưu dấu những giá trị độc đáo lẫn kỳ bí của thiên nhiên mà còn của lịch sử, truyền thống địa phương. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, núi Chân Tiên là cứ địa của trạm tình báo B46 Cục 2, Cục Tình báo Trung ương. Lực lượng dân quân du kích địa phương cũng ẩn náu tại đây để bám làng, bám dân đánh địch. Năm 2014, núi Chân Tiên được xếp hạng di tích lịch sử và thắng cảnh cấp tỉnh. Đất nước hòa bình, thống nhất, quê hương Long Điền ngày càng phát triển. Di tích lịch sử và thắng cảnh núi Chân Tiên luôn được đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương bảo tồn như địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, cũng là điểm du lịch về nguồn và phát huy thành điểm du lịch sinh thái đón du khách muôn phương. Thế hệ chú là cái như là cháu chắc rồi, chú cũng có cái tâm nguyện là gìn giữ để lại cho thế hệ sau này đó. Rồi cái như là người ta có biết một cái quần thể này như thế nào để người ta học hỏi, rồi người ta trải nghiệm. Thí dụ người phương xa tới, họ đến đây họ nghỉ ngơi trong vài ba tiếng, họ cảm thấy là cái sảng khoái đó. Nó cũng như xả đi bớt ở trong lòng những cái tâm tư phiền não gì đó. Nhưng mà rất nhiều người tới đây thường nói như vậy. Là vùng địa đầu trong hành trình mở cõi phương Nam của ông cha, Long Điền có những làng nghề lâu đời và vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Nghề đúc chuông đồng tại thị trấn Long Điền hình thành gần thế kỷ, với nhiều sản phẩm nổi tiếng như nồi, chuông, tượng được đúc bằng đồng. Sản phẩm đúc đồng tại Long Điền nổi tiếng không chỉ ở chất liệu bền chắc, mà quan trọng hơn ở đường nét, họa tiết trên sản phẩm rất tinh xảo, độc đáo, mang đặc trưng của văn hóa Việt. Đặc biệt với sản phẩm chuông đồng đúc tại Long Điền, âm vang tiếng chuông trầm ấm, làng xa rất đặc trưng. Để có được sản phẩm như thế là cả quá trình lao động sáng tạo, bền bỉ, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến tạo khuôn, rồi chỉnh chu, hoàn thiện.
Chuông đồng Long Điền là địa chỉ tin cậy của rất nhiều khách hàng ngoại tỉnh và cả khách quốc tế. Nghề đúc chuông và làng nghề tại Long Điền cũng đã được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để được trải nghiệm, khám phá. Hồng Nhàn, một trong những cơ sở đúc chuông được truyền lại đến đời thứ tư tại thị trấn Long Điền. Truyền nhân hiện tại cũng chẳng thể nhớ hết đã có bao nhiêu chuông được ông cha mình đúc ra từ cơ sở này. Ông chỉ nhớ là mình học nghề từ rất nhỏ và đã theo nghề gần hết cuộc đời. Nghề đúc chuông đồng thủ công vất vả, thế nhưng tình yêu ông dành cho mỗi sản phẩm của mình không bao giờ nguôi. Có lẽ nhờ vậy mà mỗi chuông được đúc ra đều mang một dấu ấn, một tình cảm đặc biệt. Cái nghề này từ nhỏ đã ông nội đã chỉ rồi. Đã đi theo nhà là ông nội đã chỉ rồi, đã dạy rồi. Là từ nhỏ thì mình theo bên nội với ông già là đã lu lẫn rồi. Khi lớn lên thì tập tành thì hồi xưa thì cha nghề theo nghiệp thôi. Thì mình tiếp nối thì mình yêu nghề. Rồi bây giờ nghề này nó cũng có cái khó khăn, nhưng mà cái nghề nghiệp ông cha để lại thì không bao giờ từ bỏ. Đó. Cho nên mình rất giữ rồi yêu mến. Ẩm thực Long Điền cũng là kho tàng quý giá. Bánh hỏi ăn nhất là món đặc sản truyền thống nổi tiếng của vùng đất ăn nhất huyện Long Điền. Bánh hỏi vốn là món ăn dân dã, có ở mọi nơi, nhưng bánh hỏi ăn nhất thì không thể lẫn vào đâu. Từ hạt gạo ngay tại địa phương, qua bàn tay khéo léo của chính người dân địa phương với nhiều công đoạn rất cầu kỳ mới tạo nên những miếng bánh trắng dẻo, hương vị thơm ngọt lạ kỳ. Quán bánh hỏi ăn nhất nổi tiếng nằm trên quốc lộ 55, đoạn qua Long Điền. Quán này đã được tạo dựng qua thế hệ thứ ba, với công thức gia truyền từ nhào bột, ép bánh đến chế biến, pha chế thức ăn, ăn kèm. Quán đã trở thành điểm hẹn của rất nhiều thực khách, địa phương và du khách. Đầu thứ bảy chủ nhật là khách từ kia bằng tứ phương, Sài Gòn, thành phố đi du lịch đó, là ghé rất là đông. Thứ bảy và chủ nhật, còn ngày thường có thể là mình bán theo trong tỉnh, nhưng mà chủ yếu là khách du lịch là nhiều lắm. Lúc ở Sài Gòn thì đi ngang đây, lần đầu tiên đi ngang đây thì thấy khung cảnh vậy thì vô, rồi ăn được một lần là tới hoài. Ví dụ như bà con ở đâu tới đến thăm mình đó, tôi dẫn ra đây ăn sáng hoặc ăn trưa, mặt bằng rộng, có được chỗ để xe an toàn, hang mà thức ăn thì ngon, mà là sạch sẽ, em thấy rất là sạch. Ẩm thực Long Điền cũng gắn với những làng nghề truyền thống như bánh hỏi, bánh tráng, bánh tét bắp, chả cá. Long Điền thu hút nhiều du khách đã đến lại muốn đến thêm lần nữa. Vậy quý vị hãy chọn Long Điền cho hành trình sắp tới gần nhất của mình nhé, để được cảm nhận trực tiếp vùng quê biển này, chứ không chỉ là câu chuyện qua màn hình nhỏ.